thông báo về việc cấp sai vị trí thừa đất của bà trần thị hồng huệ Ủy ban nhân dân xã Trường Đông thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh thông báo về việc cấp sai vị trí thửa đất của bà Trần Thị Hồng Huệ, thường trú tại ấp Năm Trại, xã Trường Đông thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh. Bà Huệ được Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành, nay là thị xã Hòa Thành, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang số CH01476 ngày 27 tháng 7 năm 2012 tại thửa đất số 347, tờ bản đồ số 7, diện tích 132,4 m2. Biên bản thẩm định hồ sơ đất của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh chi nhánh Hòa Thành đối với đất của bà Huệ như sau: Tờ đất số 347 tờ bản đồ số 7 diện tích 132,4 m2, ranh đất sử dụng rõ ràng ổn định, đất được cấp bị sai vị trí. Theo biên bản xác minh hiện trạng đất của Ủy ban nhân dân xã Trường Đông ngày 12 tháng 9 năm 2024, bà Huệ được cha mẹ cho đất năm 2012 thời điểm cho các con đất của gia đình có cắm tranh bằng cây tạm. Sau đó các anh em xây nhà nên có bị lệch hướng đất không đúng so với thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng chỉ trí thứ tự không thay đổi. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban nhân dân xã Trường Trông, thị xã Hòa Thành sẽ lập thủ tục trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Hồng Huệ theo quy định của pháp luật.